Thưa quý vị và các bạn, những người có tiền sử mắc các bệnh lý về tim mạch thường có các cơn đau thắt ngực khó thở, nên khi nhiễm virus SARS-CoV-2 sẽ ảnh hưởng trực tiếp tới hệ hô hấp và gây rối loạn chức năng tim mạch, có thể dẫn tới tử vong. Do vậy, chuyên đề y tế và sức khỏe kỳ này, bác sĩ khuyến cáo những người mắc các bệnh lý nền nói chung và đặc biệt là bệnh lý về tim mạch cần phải có các biện pháp bảo vệ trước đại dịch COVID-19. Bệnh nhân Nguyễn Mạnh Trường, 73 tuổi, khối phố 8, phường Bắc Hồng, thị xã Hồng Lĩnh, vào nhập viện điều trị khoa tim mạch, Bệnh viện Đa khoa tỉnh trong tình trạng khó thở. Nhưng qua quá trình điều trị, được các y bác sĩ tận tình chăm sóc, hướng dẫn uống thuốc điều trị và thực hiện các biện pháp phòng chống dịch, nên bệnh nhân cảm thấy an tâm, phấn khởi. Cách đây 2 tháng, thì tôi bị tức ngực, khó thở, rồi đi khám ở Bệnh viện Đa khoa của thị xã. Thì họ bảo là bị khí đơn, họ bảo là thần kinh, vì thần kinh việc này nó, nhưng mà không nó không được, tôi phải vào trong bệnh viện tỉnh này để khám á, thì có như nằm điều trị luôn tại đây, và họ là phẫu thuật là cái mạch vành ấy. Xong rồi sau về 1 tháng thì bị covid, thì có như gia đình nhà tôi thì cũng phải bị cách ly mất 16-17 ngày, tức là không khỏi ra khỏi nhà gì cả. Thì tôi lúc đó thì cũng là nói tóm lại thì vừa là bị bệnh, nhưng mà nói tóm lại là cái thuốc của bác sĩ cho thì tôi về uống đây đều đầy đủ thì cũng có đỡ đó. Với bệnh nhân Nguyễn Thị Sương, 68 tuổi, ở xã Cẩm Lộc, huyện Cẩm Xuyên, có tiền sử bị bệnh tai biến mạch máu não và động mạch cảnh. Nhưng vào đây cũng được các y bác sĩ tận tình chăm sóc điều trị. Nay bệnh tình của bệnh nhân đã thuyên giảm. Trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19 nhiều nguy cơ, nên bệnh nhân ngoài tuân thủ uống thuốc điều trị theo hướng dẫn của bác sĩ để kiểm soát bệnh, thì bệnh nhân luôn thực hiện 5K theo khuyến cáo của Bộ Y tế. Qua thời gian là điều trị là 1 năm ở đấy là được bác sĩ chăm sóc tận tình, rồi là uống thuốc đúng theo bệnh, thì tôi hiện nay đã giảm dần. Rồi quá thời gian COVID, tôi phải thực hiện theo pháp lệnh của nhà nước là thực hiện 5K. Rồi là ăn uống đầy đủ, là ăn nhiều rau, mỡ ít. Rồi là thực hiện cả cái phương pháp của bác sĩ điều trị, thì tôi là hiện nay là sức khỏe là ổn định. Rồi là khi nào mà có bệnh cấp tính là đau là tôi ra đây khoảng hết bảo hiểm là về khoảng 10 ngày hoặc là 8-9 ngày gì đó. Thì tôi được xuất viện, về có lấy đơn của bác sĩ là về mua thuốc ở dưới đường nhất thuốc là về uống đều đặn. Những người mắc các bệnh lý về tim mạch thường có các cơn đau thắt ngực, khó thở, mệt mỏi vì chức năng tim suy yếu. Nếu bị nhiễm virus SARS-CoV-2 thì lại càng khó thở hơn, bệnh tiến triển nặng hơn, tỷ lệ tử vong cao hơn, khả năng hồi phục cũng khó khăn hơn so với người bình thường. Hiện nay bệnh tim mạch rất phổ biến. Theo báo cáo của Bệnh viện Đa khoa tỉnh, mỗi ngày bệnh viện khám chữa bệnh ngoại trú cho 100 đến 130 người có các bệnh lý về tim mạch. Còn tại khoa tim mạch thì mỗi ngày khoa tiếp nhận 20 đến 30 bệnh nhân vào điều trị. Trong các cái bệnh nhân bệnh mang bệnh lý nền thì trong đó là chiếm một phần lớn, đó là bệnh lý tim mạch như tăng huyết áp, suy tim, rồi máu cơ tim hoặc bệnh lý về tai biến mạch não. Đó là các bệnh lý nền quan trọng, và khi mà nếu như bệnh nhân bị nhiễm COVID thì tỷ lệ tử vong của bệnh nhân này tăng lên rất cao. Thì trong cái thời kỳ này thì một số vấn đề là bệnh nhân có cái tâm lý cũng như các cái vấn đề giãn cách xã hội là sợ đi khám định kỳ, và cái từ đó gây ra một cái sự quản lý đối với bệnh nhân mang bệnh lý tim mạch nền nói chung, nói riêng, và các bệnh lý thì khác nói chung thì không được tốt như khi chưa có dịch xảy ra. Thì vì thường có dịch xảy ra, người ta sẽ quản lý đi khám thường 1 tháng 1 lần. Bây giờ theo cái gì, nếu như bệnh nhân ổn định thì có thể kiểm soát khoảng 2 tháng đến 3 tháng không đi khám 1 lần. Thì từ khoảng cách đi khám thì theo dõi sự kết nối giữa bệnh nhân bác sĩ sẽ giảm đi, và mức độ quản lý bệnh nền, đặc biệt là bệnh lý tim mạch, sẽ được không tốt như là trước khi có dịch COVID. Thời gian qua, tại các cơ sở điều trị bệnh nhân COVID-19 trên toàn tỉnh đã tiếp nhận 5 bệnh nhân COVID-19 có tiền sử mắc bệnh lý về tim mạch. Trong đó có 3 bệnh nhân được chuyển lên tuyến trung ương điều trị. Trong bối cảnh dịch bệnh diễn biến phức tạp trên phạm vi cả nước,
Khoa Tim Mạch, Bệnh viện Đa Khoa tỉnh đã phối hợp với các cơ sở điều trị bệnh nhân COVID-19 trên toàn tỉnh, làm tốt công tác khám chữa bệnh cho bệnh nhân vừa nhiễm COVID-19, vừa mắc bệnh lý nền về tim mạch. Bằng hình thức khám chữa bệnh trực tuyến, các bác sĩ tại các cơ sở điều trị COVID-19 sẽ gửi kết quả cận lâm sàng như xét nghiệm máu, hình ảnh điện tim, X-quang và các thông tin lâm sàng về bệnh nhân qua Zalo. Thông qua các kết quả cận lâm sàng và lâm sàng, các bác sĩ khoa tim mạch có những tư vấn kịp thời phù hợp về phác đồ điều trị. Chúng ta hãy ở nhà nhiều nhất khi có thể, chỉ ra khỏi nhà khi cần thiết, và phải ra khỏi nhà mình cũng phải tuân thủ theo 5K. Và đặc biệt là chúng ta phải tuân thủ chế độ điều trị. Thì về mặt tuân thủ chế độ điều trị thì nhất là phải uống đầy đủ thuốc theo cái đơn của bác sĩ đã kê. Thứ hai là phải đảm bảo số lượng thuốc để mình dùng trong những ngày giãn cách. Thì trong cái giãn cách này thì bệnh nhân ít đi viện hơn, ít đi khám định kỳ hơn, thành ra là mình phải biết được cách chế độ theo dõi sức khỏe tại nhà. Đối với các bệnh lý tim mạch thì có một số đặc điểm, mình phải theo dõi cái tình trạng đau ngực. Đây nhiều tình trạng đau ngực tăng lên thì mình phải đi khám. Và cũng như tình trạng khó thở, đây là tình trạng tăng cân, phù, cũng như theo dõi cái mạch huyết áp ở nhà. Nếu như có gì bất thường thì chúng ta có thể liên lạc với bác sĩ điều trị của mình qua điện thoại để được hướng dẫn. Còn nếu trường hợp mà đã liên lạc rồi nhưng mà triệu chứng nó không đỡ thì mình vẫn buộc phải đến viện. Thực tế, tại Việt Nam thời gian qua, nhiều người tử vong do COVID-19 có tiền sử mắc các bệnh nền, trong đó có bệnh lý về tim mạch. Do vậy, những người mắc bệnh lý nền tim mạch ở thể nhẹ, chưa phải đến nhập viện điều trị, thì nên thực hiện theo khuyến cáo của bác sĩ chuyên khoa. Hạn chế tối đa ra ngoài, luôn đeo khẩu trang và giữ khoảng cách tiếp xúc ít nhất 2 mét. Thường xuyên rửa tay bằng xà phòng hoặc dung dịch sát khuẩn, vệ sinh nhà cửa. Cần ổn định nhịp tim, huyết áp và các triệu chứng đau ngực, khó thở, phù, cũng như xử lý tốt các bệnh mắc kèm. Đồng thời, cần sử dụng và dự phòng đầy đủ thuốc theo đơn của bác sĩ, kể cả khi các triệu chứng bệnh đã thuyên giảm, cũng không nên tự ý giảm liều hay bỏ thuốc.